Chào các bạn, trong video trước là tôi đã chia sẻ với các bạn về hai trường hợp đúng không? Nhà hướng Tây Bắc này. Đấy, và nhà hướng Tây thì trong năm 2023 thì cần phải lưu ý cái điều gì cũng như là cái cách hóa giải như nào. Thì tiếp tục trong video chia sẻ hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là nhà hướng Bắc trong năm 2023 này thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì. Đấy, như các bạn đã biết thì là theo cái kiểu cung phi tinh của năm 2023 thì năm nay là nhà hướng Bắc đón được ngôi sao số 9 hay còn gọi là ngôi sao cửu tử hỏa đáo tới. Đấy, thì đặc biệt là đây là một trong những ngôi sao tốt. Đấy, có nghĩa là mỗi một năm thì cái phương vị tác động các cái trường khí có sự khác nhau đúng không? Có những hướng nhà thì đón là trường khí xấu. Đấy, hoặc là có những nhà thì đón trường khí tốt. Thì khi mà chúng ta biết là năm nay là chúng ta đón được trường khí tốt ấy, thì chúng ta nên kích hoạt lên thì cái trường khí tốt này nó sẽ tốt hơn đúng không? Thì nó sẽ thuận lợi hơn cho những người trong căn nhà đó. Thế thì trước tiên là sẽ phân tích về nhà hướng Bắc trong năm nay thì sẽ có những cái đón được rất là nhiều những cái tin vui, rất là nhiều những cái hỷ sự. Đặc biệt là các bạn cứ thử nghiệm mà xem mà trong năm nay thì nhà hướng Bắc, đặc biệt về những nhà ai mà độ tuổi của con cái mà đang đến cái tuổi mà sắp lập gia đình, năm nay rất là dễ lập gia đình trong năm nay. Đấy, đặc biệt nhà hướng Bắc năm nay là có rất là nhiều những cái tin vui. Đấy, ngoài ra thì cái ngôi sao cửu tử này là còn chủ về danh tiếng, có nghĩa là ví dụ như là vị trí công ty đúng không? Công ty của bạn này năm nay mà ở nhà hướng Bắc thì rất là dễ nổi danh, rất là có cái công việc kinh doanh nó được thuận lợi hơn này, từ đó dẫn đến cái tiếng vang nó sẽ được tốt hơn, nó được xa hơn. Đấy, ngoài ra thì năm nay thì lưu ý đó là nhà hướng Bắc năm nay thì đối với những ai mà ế lâu năm, đây là một trong những cái mẹo tôi muốn chia sẻ với bạn nhé. Những ai mà ế lâu năm này, những ai mà muốn tìm được ý trung nhân của mình này, đấy thì các bạn nên ngủ kê điều chỉnh một chút lại cái giường ngủ nếu có thể nhé. Nếu có thể thì kê tại phía bắc của căn phòng ngủ. Đấy, kê tại phía bắc của căn phòng ngủ nếu có thể điều chỉnh thôi nhé. Còn không phải là ai cũng điều chỉnh được, bởi vì có phòng thì rất là nhỏ đúng không? Cũng không thể nào mà điều chỉnh được. Tại sao lại kê tại phía bắc? Bởi vì ngôi sao cửu tử hỏa này thì nó cũng chủ về liên quan đến đào hoa một chút. Đấy, vì vậy mà chúng ta mà kê cái giường ngủ nằm tại cái vị trí phía bắc của căn phòng. Bạn hình dung là trong một cái phong thủy của căn nhà chúng ta được gọi là đại cục, cái căn phòng được gọi là tiểu cục. Thì thường cái tiểu cục thì nó cái mức độ tác động nó sẽ ứng nó nhanh hơn, bởi vì một ngày ấy, chúng ta dành 1/3 thời gian của chúng ta là ở trong cái căn phòng ngủ ấy. Đấy, ngủ trên cái giường đó thì chúng ta ngủ tại vị trí phía bắc của căn phòng thì chúng ta sẽ đón được nhiều những cái trường khí tốt của ngôi sao cửu tử hỏa này, thì sẽ thúc đẩy cái việc mà đào hoa, cái vận đào hoa, và thúc đẩy chúng ta là đặc biệt những người ấy lâu năm là sẽ rất là nhanh là tìm được những ý trung nhân của mình. Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh một chút nếu có thể nhé. Và đặc biệt là rất là nhiều ba mẹ đúng không, rất là hay nóng lòng đến con cái mình là đã đến tuổi lập gia đình nhưng mà chưa thấy ai đúng không, chưa thấy gì. Thì năm nay thì nói chung là năm nay mà ở ngủ tại vị trí phía bắc căn phòng thì rất là nhanh có tin vui. Đấy, hoặc là năm nay mà những ai mà chúng ta bàn làm việc mà kê tại vị trí hướng bắc trong năm nay thì cũng sẽ rất là thuận lợi. Thì các bạn nên bày những cái vật phẩm để kích hoạt thì cái trường khí này lên. Đấy, ví dụ các bạn hình dung là ngôi sao số 9 này là cửu tử hỏa thì ngũ hành là hành hỏa, thì bạn có thể bày những cái vị trí ví dụ như cầu đá thay màu hồng này. Đấy, tại vị trí bàn làm việc nếu như bàn làm việc của bạn kia tại phía bắc. Ngoài ra các hướng nhà thì cách đơn giản nhất là tôi cũng chia sẻ với các bạn một cái mẹo, đó là treo trước cửa nhà một cái đèn lồng đỏ. Đấy, đèn lồng đỏ thì nó kích hoạt cái ngũ hành hỏa của ngôi sao cửu tử lên thì cũng sẽ rất là thuận lợi. Có rất là nhiều người không tin vào cái điều này, tuy nhiên là tùy họ đúng không, họ cần phải những vật phẩm đắt tiền mới tốt cơ. Tuy nhiên là tôi chia sẻ với các bạn cái mẹo là rẻ tiền đơn giản nhưng lại hiệu quả. Bởi vì tôi đã chia sẻ rất là nhiều người và có những cái sự linh ứng rồi, có những cái sự ứng nghiệm thay đổi rất là vi diệu. Đấy, đôi khi những vật đắt tiền nhưng mà chưa hẳn đã là tốt, những vật phẩm rẻ nhưng mà mang lại hiệu quả thì đó mới là những cái điều tuyệt vời đúng không. Bởi vì đâu phải ai cũng có điều kiện, đâu phải ai cũng có sẵn sàng để mà chi trả những khoản tiền lớn để mà thỉnh những vật phẩm đắt tiền đúng không. Thì chúng ta phải có những cách khác chứ, đúng không? Các bạn hình dung là như ngày xưa các cụ chẳng hạn có những cách đơn giản nhưng mà sẽ rất là hiệu quả. Vì vậy mà đặc biệt nhà hướng Bắc năm nay thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một cái mẹo là mua một cái đèn lồng đỏ hoặc là đèn lồng các bạn dùng được Tết ấy, treo ở vị trí trước cửa nhà đừng tháo xuống năm nay. Thì nhà hướng Bắc năm nay thì sẽ có một cái vận trình rất là tốt và thuận lợi nhá. Đấy, thì nhân tiện đây thì tôi làm một video này để mà chia sẻ thêm với các bạn về cái nhà hướng Bắc cho năm nay thì chúng ta nên kích hoạt như nào, kích hoạt ra làm sao để các bạn có thể có một cái vận trình tốt hơn trong năm nay. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.